khán giả của X Channel, đối với các tín đồ của đồng hồ cơ thì chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên SK mặt lửa của nhà Oren, một huyền thoại thuộc hàng tứ bảo đồng hồ vang bóng Việt Nam và có thể coi là một nhân chứng sống ghi lại hết thảy những thăng trầm của một thời bao cấp xa xưa. Từ những năm 1970 cho đến tận bây giờ, Oren SK mặt lửa vẫn luôn tạo dựng được giá trị và chỗ đứng rất riêng trong lòng người đam mê đồng hồ. Tiếp nối thành công của các phiên bản trước, tháng 4 này, Oren tiếp tục cho ra mắt thế hệ SK thứ 5 với những cải tiến đột phá Oren SK 2022, một phiên bản đồng hồ độc nhất dành riêng cho dân tộc Việt Nam với số lượng giới hạn chỉ 3.000 chiếc. Đặc biệt, có máy này ra mắt đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày khai sinh ra phiên bản SK mặt lửa đầu tiên. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để xem SK mặt lửa 2022 có điều gì đặc biệt nhé! Cũng giống như các sản phẩm tiền nhiệm, Oren SK 2022 gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế góc cạnh, độc đáo phá vỡ chuẩn mực thông thường. Thiết kế mặt số giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng theo hình lục giác khác biệt, vẫn là sự kết hợp hai tông màu sắc đen và đỏ mận nổi bật và tinh tế. Bốn cây đinh cố định ở bốn góc đồng hồ tạo nên nét phong trần và nam tính. SK 2022 là phiên bản dành riêng cho thị trường Việt Nam, vì vậy hãng cũng khéo léo lồng ghép những yếu tố mang đậm dấu ấn dân tộc Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến là hình ảnh ngôi sao vàng lấp lánh trên nền mặt số đỏ mận của đồng hồ khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, khơi gợi lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Thứ hai là mặt đáy được khắc dòng chữ Việt Nam Special Edition một cách đầy tinh tế và điều này thực sự cho thấy được phần nào sự ưu ái của Oren đối với các khách hàng Việt Nam. SK 2022 vẫn trang bị khóa bấm tiện lợi và hai núm vặn, phần dây cũng được thiết kế gọn và mạnh hơn, mang đến độ thanh thoát và giảm tải trọng lượng của sản phẩm. Oren SK vốn nổi tiếng với độ bền cao nhờ vào bộ máy hoạt động ổn định, vận hành tốt và khá bền bỉ theo thời gian, thậm chí còn được mệnh danh là cỗ máy nồi đồng cối đá. SK 2022 sở hữu cỗ máy Calibre F6922 Nhật Bản có khả năng hiển thị chính xác, đảm bảo sản phẩm dễ vận hành, sai số trong ngưỡng chấp nhận được. Bộ truyền động lên tới 22 chân kính, 21.600 dao động 1 giờ và khả năng chịu khót lên tới con số 40 giờ. Thêm một điểm cộng nữa của cỗ máy này chính là chức năng lên khót tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ, mang đến được sự tiện ích tối ưu cho người dùng. Hơn cả một chiếc đồng hồ, đó là sự hoài niệm về một thời đại lịch sử, thật sự là những mỹ từ phù hợp để dành tặng cho Oren SK mặt lửa. Và chắc chắn là SK phiên bản 2022 vẫn sẽ tiếp nối thành công vang dội của các thế hệ tiền nhiệm. Hoặc hơn thế nữa. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.